Đây là đường vào bán Cát Cát ở Sapa. Thiên đường mây Sapa, niềm tự hào của vùng núi rừng Tây Bắc đã không còn xa lạ gì với du khách trong và ngoài nước. Giữa khung cảnh thiên nhiên núi rừng hoang sơ hùng vĩ đó, có một bản làng mộc mạc nhỏ xinh khiến bất kỳ ai đến với Sapa cũng nhất định phải ghé đến. Đó chính là bản Cát Cát đầy cuốn hút với những nếp nhà gỗ đơn sơ, những con suối nhỏ chảy róc rách, những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu và những người dân tộc nhỏ bé giản đơn. Bản Cát Cát thuộc xã San Xả Hồ, huyện Sapa, từ trung tâm thị trấn Sapa đến cổng của bản chỉ khoảng hơn 2 km. Bạn có thể lựa chọn hình thức đi bộ, có thể kết hợp ngắm cảnh núi rừng và chiêm ngưỡng toàn bộ bản làng từ trên cao. Trên đường trở về, từ điểm dừng chân cuối cùng của bản Cát Cát đến thị trấn là hơn 3 km. Sau quá trình khám phá ngôi làng với quãng đường khá dài thì đoạn đường 3 km để trở về đó sẽ khiến bạn khá mệt. Vì thế bạn nếu sức khỏe không tốt bạn nên đi xe máy và gửi xe ở cổng bản, không được đi xe ở trong bản. Ra chụp cái hàng tàu á. Vào đi, bà con lên đây là mua các loại cường dương, là bổ dương cực mạnh luôn. Cho mình đi qua nhá, hơi tối. À đi. Mình đại không? Nào, chị ỉ nào. Tiếng chim rừng hòa. Các cái đồ sử dụng là của người Mông. Đây, bếp củi đây. Cái cày bừa, dụng cụ sản xuất của người, công cụ sản xuất của người Mông. Dạ khách. Chào trưởng bán nhá. Đây là trưởng bán dạ khách. Hàng ngày, nhưng mà bếp ở trên nhà này thì không phải là bếp để dùng nấu nướng đâu. Bếp ở đây chỉ dùng để đun nước và tiếp khách thôi. Họ sẽ dán một cái tờ giấy, sau đó thì tùy vào cái màu sắc của từng tờ, mỗi dòng họ sẽ quy định. Đó là cái thờ là màu sắc, màu đỏ, màu xanh, màu tím. Các cái gọi là cái chuông mỏ. Màu vẻ.
Cô gái nhìn mông này. Chấm chéo này, thịt trâu các bếp có hết à, bao nhiêu một ký? 1 triệu. Đây là nụ tam thất đâu. Ừ. Hello. Xin chào nha. Hello, xin chào. Thank you.
Thời gian cổ ích.